Xin chào quý bác tài đã trở lại với kênh Thùy Trang Xe Tải Miền Nam. Thì với nhu cầu hiện tại thì với một số quý bác tài đang cần tìm một dòng xe có tính đa dụng cao mà vừa có thể chở hàng mà vừa có thể chở người thân, gia đình, bạn bè đi du lịch vào những ngày cuối tuần ha, đặc biệt là vào dịp lễ 2 tháng 9 sắp tới, mà một dòng xe có thể đáp ứng được cho quý bác tài với hai cái tính năng như vậy. Thì video hôm nay em Trang sẽ giới thiệu đến quý bác tài về một dòng xe mà có cái tính năng cao đó ha. Thì cái dòng xe đó là dòng xe tải van ha quý bác tài, vừa có thể chở người nè mà vừa có thể chở hàng đi vào thành phố 24/24 nè, mà cũng vừa có thể giúp cho quý bác tài của mình có thể khởi nghiệp chạy các cái app ha. Nhân vật chính của chúng ta đang có mặt trước mặt quý bác tài đó là dòng ba phiên bản của dòng xe tải van ha quý bác tài, đó là dòng xe tải van SRM X30 với phiên bản 2 chỗ nè, dòng xe tải van Kenbo với phiên bản 5 chỗ và dòng xe tải van SRM 868 với phiên bản thùng dài 2,5 m và phiên bản 2 chỗ ha. Đầu tiên là em Trang sẽ giới thiệu đến quý bác tài về dòng xe tải van SRM X30 với phiên bản 2 chỗ. Thì hiện tại với em xe tải SRM X30 thì xe của mình sẽ có hai phiên bản là phiên bản 2 chỗ và phiên bản 5 chỗ để đáp ứng được cái nhu cầu vận chuyển hàng hóa nè, cũng như là cái nhu cầu vận chuyển số hành khách của quý bác tài ha. Thì với em xe tải SRM X30 với phiên bản 5 chỗ thì quý bác tài có thể vận dụng cái xe đó để mà mình trung chuyển khách ha. Còn đối với cái phiên bản 2 chỗ thì quý bác tài có thể mua về để mà đầu tư chạy cái app nè, hay chở cái mặt hàng bách hóa mà mình có thể đi vào thành phố 24/24 mà không lo bị cấm giờ. Thì với em xe tải SRM X30 phiên bản 2 chỗ thì xe của mình sẽ có mức tải trọng là 930 kg ha quý bác tài. Và với kích thước thùng hàng dài lên đến là 2,1 m, em Trang sẽ cho quý bác tài coi thử cái phần thùng hàng phía trong ha. Cái phần thùng hàng phía trong xe của mình thì được mở dạng theo dạng là dạng cửa lùa ha quý bác tài. Đây là cái phần thùng hàng với chiều dài là 2,1 m. Xe sẽ được mở hai cửa lùa hai bên và một cái cửa phía sau ha, nên sẽ giúp cho cái việc trung chuyển hàng hóa của quý bác tài được dễ dàng và tiện lợi hơn ha. Ngăn cách giữa khoang nội thất và khoang hàng cũng có một vách ngăn cho quý bác tài nữa ha. Và các cái option đi kèm theo xe cũng không thua kém gì một chiếc xe du lịch ha. Cũng có kính điện nè, khóa điện, vô lăng trợ lực, máy lạnh hai chiều, màn hình MP5 tích hợp camera lùi ha. Thì xe này là với dung tích là 1.5 lít nên nó rất là tiết kiệm xăng. Thì với 100 km thì xe của mình chỉ tiêu hao chỉ từ 5 cho đến 6 lít rưỡi xăng thôi ha. Đó là phiên bản 2 chỗ. Còn tiếp theo thì còn SRM X30 nó cũng có thêm cái phiên bản 5 chỗ nữa ha quý bác tài. Phiên bản 5 chỗ thì xe sẽ có tải trọng là 650 kg và thùng nó dài là được lên đến 1,4 m. Còn ngoài cái dòng SRM ra thì xe tải van còn có thêm một cái dòng nữa là dòng xe tải Kenbo của nhà máy Chiến Thắng ha quý bác tài. Dòng xe tải Kenbo của nhà máy Chiến Thắng thì ngoài các cái dòng xe tải thùng ra thì Kenbo cũng có thêm cả dòng xe tải van. Kenbo cũng không khác gì SRM, cũng sẽ có hai phiên bản là phiên bản 2 chỗ và phiên bản 5 chỗ ha. Thì hiện tại ở công ty đang có phiên bản 5 chỗ để mà cho quý bác tài xem nè. Với phiên bản 5 chỗ của dòng xe Kenbo thì xe của mình sẽ có mức tải trọng là 650 kg và thùng dài là 1,4 m thôi quý bác tài. Đây em Trang sẽ cho quý bác tài xem cái phần 5 chỗ ha. 5 chỗ thì sẽ có hai hàng ghế phía trước và ba hàng ghế phía sau ha quý bác tài. Đây là cái khoang nội thất của mình nè quý bác tài. Với cái em xe Kenbo này thì khoang nội thất quý bác tài cũng thấy là được trang bị cũng không thua kém gì chiếc xe SRM, cũng là vô lăng trợ lực, kính điện, khóa điện nè, màn hình MP5 tích hợp camera lùi luôn ha. Với cái em xe tải Kenbo này thì không khác gì SRM ha, chỉ có cái phần sàn là khác thôi ha quý bác tài. Phần sàn của em xe SRM thì là bằng kim loại, nhưng mà còn với Kenbo thì là một cái lớp cao su hoa quốc tài, nên sẽ giúp cho quý quốc tài thay thế được dễ dàng hơn cũng như là đỡ tốn chi phí hơn. Còn đây là cái phần thùng hàng phía sau của em xe Kenbo. Thì bây giờ em Trang sẽ thử mở cái thùng hàng của em xe 5 chỗ cho quý quốc tài của mình coi ha. Đây là cái phần thùng hàng. Chỉ với một nút bấm thôi thì xe của mình nó có hai cái tia hủy lực nên giúp cho cái việc mở cửa của quý bác tài được dễ dàng hơn. Phần thùng hàng của em xe 5 chỗ đây ha quý bác tài.
chiều dài lọt lòng là 1m4 không góc tài, và cũng có một cái vách ngăn rất là khít ngăn cách giữa khoang nội thất và cái khoang hàng cho góc tài luôn. Và các cái thiết kế rất là liền lạc ha. Sàn thì là sàn một cái lớp thảm cao su ha, chống trơn trượt hàng hóa cho góc tài nè. Thì vừa rồi là em Trang đã giới thiệu đến góc tài về mẫu xe SRMX30 và mẫu xe Kenbo với phiên bản xe tải van. Thì bây giờ em Trang sẽ giới thiệu đến góc tài về một mẫu xe tải van mà đang sở hữu kích thước thùng hàng dài nhất trong phân khúc xe tải van đó luôn ha. Em Trang sẽ mời góc tài cùng đi theo em Trang để mà xem về một mẫu xe tải van với đang sở hữu thùng hàng dài, đó là em xe tải SRM868 cũng như với tên gọi là Phát Lộc Phát. Thì đây là một cái mẫu xe SRM vừa mới ra mắt vào đầu năm 2023 hay quốc tài. Với phiên bản SRM868 thì xe sẽ mình sẽ có mức tải trọng là 868 kg và sở hữu kích thước lọt lòng thùng dài lên đến 2,5 m luôn ha quốc tài. Thùng hàng dài lên đến 2,5 m nè, rộng 1,39 m và cao là 1,32 m. Với những cái em xe tải van khác á, thì xe của mình sẽ chỉ chở được 3,5 khối cho đến 4 khối hàng thôi ha. Riêng em xe tải van 868 thì có thể chở lên đến gần 5 khối hàng cho quốc tài. Và xe của mình là đạt Euro 5 ha quốc tài, với dung tích là 1.6 lít nè. Và với cái phần thiết kế quốc tài cũng thấy là được thiết kế về phần ngoại thất có phần cải tiến hơn nè, cũng như là đẹp mắt hơn so với những mẫu cũ trước kia như là SRMX30 ha. Và hiện tại với em xe tải van 868 thì nhà máy vừa mới ra mắt thêm phiên bản xe tải van 5 chỗ cho quốc tài nữa ha quốc tài. Nên nếu như mà một số quốc tài của mình mà thích mẫu xe tải van 868 thì mình có thể hoặc là mình đang có nhu cầu mà tìm xe tải van SRM868 phiên bản 5 chỗ thì quốc tài hãy gọi ngay vào số hotline phía trên màn hình ha, để em Trang có thể tư vấn cho quốc tài về cái mẫu xe tải đó vừa mới ra mắt. Thì hiện tại đối với tất cả các dòng xe tải nhỏ dưới 1 tấn bên công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai của em Trang thì ngân hàng hỗ trợ trả góp lên đến 80% ha. Nếu như mà quý bất tài của mình có nhu cầu khởi nghiệp á, với mấy em xe tải van này thì quý bất tài chỉ cần bỏ ra mức vốn ban đầu chỉ từ 60 cho đến 80 triệu thôi là quý bất tài có thể sở hữu ngay những em xe này về để mà chở hàng. Và đặc biệt là nếu như mà quý bất tài mua xe trong năm nay, ngoài được nhà nước khuyến mãi 50% phí trước bạ ra thì nhà máy còn hỗ trợ cho quý bất tài 50% phí trước bạ nữa. Là khi mà mua xe tải van thì quý bất tài sẽ được khuyến mãi lên đến 100% phí trước bạ. Thì quý bất tài sẽ tiết kiệm được lên đến gần 20 triệu đồng ha quý bất tài. Và ngoài ra thì quý bất tài sẽ còn được nhận thêm nhiều phần quà hấp dẫn khác nữa. Thì còn chần chờ gì nữa mà quý bất tài không nhấc máy lên ngay bây giờ để mà gọi ngay vào số hotline phía trên màn hình để em Trang có thể tư vấn cho quý bất tài có thể lựa chọn được một em xe tải van để mà chở hàng nè, hoặc là đi du lịch vào dịp lễ 2 tháng 9 sắp tới. Thì cuối video em Trang xin chúc sức khỏe đến quý bất tài và hẹn gặp lại quý bất tài ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.